Các bạn có biết có một cái khuôn mẫu cư xử đó là khi mình có một cái ý làm cái gì đó, làm một cái gì đó, làm một cái chuyện gì thì mình nhất định là mình sẽ làm cái đó. Cái chuyện gì đó có thể là mình xem một cái phim, đi đi đâu chơi, đi ăn một cái gì đó, hay là nghiêm trọng hơn, quan trọng hơn là thích người nào đó, muốn lấy cái người đó. Cha mẹ mình không cản được, gia đình mình không có ai nói được. Mà nếu mà ai nói gì đó thì mình nói là người đó cấm mình. Thì cái điều mà mình không có thấy được đó là mình không thể không làm cái đó được. Mình không có thấy được cái phần đó. Giống như cái tảng băng đó, nó chỉ nổi trên mặt chút xíu, ở dưới là nó một cái khối rất lớn dưới nước. Thì cái mà rất lớn nằm dưới nước chính là cái là không ai cản mình được. Nhưng mà ít khi mình nhận được cái đó. Nếu mình nhận được cái đó đó, mình thì mình sẽ hiểu không ai mà cản được hết đó. Mình mới không thấy thì mình nghĩ là người này cản mình, người kia nói mình, người kia không mình không cho mình làm, không cho mình lấy cái người đó, không cho mình đi cái chuyện đi đó. Nếu mà thực sự người ta cản mình á thì người ta phải trói mình lại, đúng không? Ví dụ mình sắp đi hay là giấy trói lại, khó còng lại không cho đi. Họ chỉ nói về thôi à, chỉ khuyên thôi. Nhưng mình kết tội họ là cấm cho mình làm. Nhưng mà thực sự cấm á, nó phải như vậy đó, phải có bằng chứng là bây giờ đi ra cửa, đóng cửa lại không cho đi. Ừ. Hay là mình cõi mình lại, còng mình lại, vào cái chân giường cái gì đó. Hay là nhốt mình lại, khóa cửa, không mở cửa được. Đó. Cái đó mới thật là cấm đó. Có chị nói là con làm cái đó là con là khổ lắm, nhưng mà lúc mình làm khó cấm lắm, đúng không? Người lớn mà làm có ai cấm được, ngoài trừ họ các biểu hiện là những cái như chú nói đó, phải họ khóa cửa lại không cho mình đi, mình đi họ níu lại đó, thì từ đó thực sự là cấm. Có chị nói thôi, khuyên thôi, cái đó không phải là cấm. Ai làm cái gì mà mình thích không ổn mình nói chứ, đúng không? Mình cho ý kiến. Chứ có những người thân ấy, mà những cái điều sắp làm là chưa thấy là nguy lắm thì chứ cũng nói. Bây giờ chữ mang tiếng là cấm, không cho. Sao người lớn vẫn cho được, mà người nào ở nhà người đó mà làm sao cấm được. Mình đi làm mình đi đi làm với ai biết được mà cấm. Chủ là mang tiếng là cấm, chú cười đúng không? Chú nói đúng không? Làm sao cấm được, nhà đâu ở nhà nghe đó, ăn gì làm gì đâu biết được, chú đâu biết đâu, chú ăn mì nữa sao cấm được. Thì cái điều chủ muốn nói ở đây đó là trong mình có những cái ý nghĩ, có những cái ước muốn mà lúc nó ra đó là không ai cản được. Đó là cái điều mà mình không có biết, là cái này không ai cản mình được. Chủ nghe chuyện có những người đó nhất định lấy cái người đó, gia đình nói con lấy người đó là khổ lắm, không con khổ con chịu, rồi cũng đi lấy người đó thôi. Bây giờ khổ thì chịu thôi. Nhưng mà để mà thấy đó là cái chuyện gia đình nói nó đừng lấy người đó không phải là cấm, chỉ là nó à con lấy sẽ khổ đó, rồi cũng đi lấy thôi, ai cấm đâu được, đúng không?
Nó sao cộng người lớn được, con nít nó không cộng được, cho mình một người lớn là sao mà cộng cái làm cái gì được, nhất là không ở chung nữa, ngay cả ở chung cũng vậy, ngay cả ở chung cũng vậy, một cái người lớn mà họ muốn làm cái gì đó mình muốn làm gì ai cấm mình được. Thì bây giờ cái năng lượng mà nó muốn làm đó rất là mạnh, mình có thấy được không? Thấy được, ủa cái này mình cũng có là mình cũng không không làm được. Các bạn bây giờ thấy con trâu mà nó kéo mình đi không? Mình chống cái chân dưới đất mà nó cái xịt 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 nó kéo mình đi luôn. Mình chống cái chân dưới đất thì cho nó không kéo được mà nó vẫn kéo mình chặt xịt 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 như vậy đó. Thì trong mình cái năng lượng mà đi đó, làm đó, đó, một cái chuyện gì đó nó cũng như vậy, mạnh như vậy đó, mình không có cưỡng lại được. Đơn giản là cái chuyện đi ăn trưa đó, trưa nay nó muốn ăn cái gì đó, trong mình nó muốn ăn cái gì đó, các bạn cầm được không, cầm cái đó được không, phải đi ăn cái đó đó, phải mua cái đó đó, đó. Phải đi coi cái đài nhạc hội đó, phải đi coi cái phim đó, phải đi ăn cái tiệm đó, phải lấy cái người đó. Mình nghĩ để mình không có lấy được người đó thì mình khổ suốt đời, cái xong mình lấy về nó cũng phải vậy, mình cũng khổ, lấy về cũng khổ. Thành ra những cái điều mình nghĩ đó nó không có thực sự chính xác. Có những người đó họ nói bây giờ họ nhận ra là cái năng lượng mà nó kéo phải làm cái chuyện đó, đó nó quá mạnh, bây giờ bảo bây giờ bà cầm cái tay con lại ví dụ cái chân giường này không đi được là nhận ra được cái năng lượng đi trong mình rất là mạnh đó, đó. Nói vậy đó thì mấy người uống rượu cũng vậy thôi đó. Bây giờ bà cầm con vô cái chân giường thì con sẽ đi mua rượu uống. Thì cái ý nghĩ làm cái chuyện đó mình gọi là ước muốn, làm cái chuyện đó nó cũng là một ý nghĩ. Thành ra cái mà điều khiển mình chỉ là cái ý nghĩ, và mình tin vào cái đó, mình nghĩ là không có làm cái đó là mình sẽ chết, thế giới sẽ sụp đổ, một cái góc trời nó sẽ sụp hay là nguyên cả bầu trời sụp, mình sẽ chết rồi, mọi người sẽ chết hết. Nó nghĩ như vậy đó, các bạn để ý đi, mình không làm mình là sẽ chết hết. Mình chết rồi mọi người đi chết, thế giới sẽ sụp đổ, ghê như vậy đó. Chú nghĩ đây là vấn đề của một mình tủ thôi, mọi người không có vấn đề, phải không tủ? Đang dùng cái laptop mới cho nên là đang chỉnh lại giúp chú ạ. Cháu chưa nghe. Cháu sorry tất cả mọi người. Bị thầy giáo gọi mà lồ tẩy lắm giờ hồi nãy không nghe gì cả. Đúng rồi, cháu úp mặt vào lên bảng ạ, úp mặt vào tường. Bạn cứ biết tủ có cái mà chú rất là thích là chú gọi không có vấn đề. Tú sao cũng được, không có vấn đề, chú gọi không sợ, không sợ chú gọi,
con đua nữa, bị thầy giáo gọi. Đó là cái cảnh mà các bạn phải tập á, không sợ. Vào lớp không sợ thầy giáo gọi. Các bạn nào có vấn đề gì khác hay là vấn đề chủ vừa nói không? Mà có vấn đề gì khác của mình mà muốn chia sẻ, muốn đặt câu hỏi, muốn cập nhật? Khánh à, cập nhật cho chú nghe đi. Dạ, cháu đang thực tập ạ. Cháu chỉ muốn chia sẻ về cái bản ngã nó dẫn nhiều ạ. Thực ra thì có những cái bản ngã nó mạnh hơn mình nhìn thấy à nói á, nó vẫn lôi chỉnh sạch mình đi á. Rồi. Và mình đã bảo là biết rồi, thấy rồi, đã phanh rồi, đã gồng rồi, thế nào mà vẫn lôi mình chỉnh sạch á. Thì cháu hiểu là thôi bây giờ mình yếu, sức của mình đến đấy thôi. Thì ví dụ như trước đây nó lôi mình được khoảng vài ngày, thì bây giờ cũng giằng co thì xuống còn độ 2 ngày rồi, ngày rưỡi. Cháu cũng nghĩ là nó không thể một sớm một chiều nhanh được. Ngày trước là cháu rất hay trách cháu là ôi sao mày thực hành gì mà mày thực hành tệ thế, mày ABC gì đấy, là bồi thêm một cái lớp bản ngã nữa. Thì bây giờ thì cháu cũng hiểu nó vẫn bị đấy, nhưng mà cháu biết là cái trò của nó đấy, này lại câu trước câu sau lại bắt đầu chửi mắng mình ấy, là cháu hiểu và cháu cũng nhận ra đấy là các cái vấn đề. Nó lôi, nó dụ, mà thậm chí nó dọa, có những nỗi sợ nó hiện lên, nó dọa ghê lắm ấy, dọa mất ăn mất ngủ luôn á, mà cháu cũng phải thực hành với cái đấy. Tao không nghe, nó dọa tao không nghe. Tất nhiên là cháu vẫn đang phải thực hành mà cháu vẫn bị nó dọa và cháu cũng vẫn còn sợ, nhưng mà cháu cũng biết nó cũng là những cái bản ngã. Nhưng lúc nào mình nhận ra được mình thắng được khúc nào đấy thì hay lúc đấy. Nói thật là bước vào cái con đường này nó không phải là một con đường rải tơ lụa đâu, nó là một cuộc chiến đấy. Sức đầu mẻ chứ. Dạ. Các bạn nghe những vị thầy tâm linh đương thời đó ha, và thích những cái vị mà không phải làm gì cả, nghe về là xong rồi, là tỉnh tỉnh thức rồi, thích rồi đó, như bạn lắm. Khen vị này nói hay, vị kia nói hay, nhưng mà thích những cái người mà nói mình không phải làm gì cả. Chú có gặp như bạn như vậy mà còn phản hồi này đến kinh nữa. Sao mà khó khăn về chú phải thích làm như vậy hả? Thì cứ thích đi, thích những bạn, thích những vị thầy mà không phải làm gì cả đi, sẽ thấy là mình sẽ không làm gì hết. Con đường tâm linh là đi ngược dòng mà, đúng không? Tại vì thói quen là đi xuôi dòng. Các bạn nhìn thế gian đi, ai cũng khổ hết, ai cũng đi xuôi dòng hết, tức là cái cuốn theo cái thói quen của mình, cái tập khí của mình, những cái tật xấu ở trong mình. Là mình thực hành tâm linh là mình đi ngược chiều, mình bơi ngược dòng, nó rất là mất nhiều công sức chúng ta chơi. Thì cái đó là sự thật là như vậy đó. Còn nếu mình vẫn xuôi dòng với những thói quen của mình thì có vấn đề gì nữa, càng ngày càng lún sâu hơn, càng ngày càng mù mịt hơn. Thì các bạn ngồi đây đó, chú cũng vậy, mình đã từng bỏ qua, mình đã từng bị cuốn theo một cách vô thức, mình không có biết. Thói quen nó quen thuộc phải không? Một cái vấn đề là thói quen là nó quen thuộc và nó cứ đi theo cái dòng thôi. Những cái điều mình nói, những điều mình làm thành thói quen là bây giờ nó cứ nói cứ làm như vậy.
Trong xóm các bạn chắc cũng có những người hay chị lồn với trong xóm quen như vậy rồi, thì bây giờ nó chỉ cứ chị lồn hoa như vậy thôi, người thân cái chữ không có chữ đứng chữ coi thôi. Wow, tuần này hay quá. Cái cuối mà mình nói cũng được đâu, nó phải nhận ra là à cái này nó không giúp gì cả, cái này chỉ là gây tổn thương, gây bất hòa, gây khó khó chịu. Chú xem cái tuồng nó nhiều lắm, mấy cái tuồng mà chửi nhau đó trong xóm đó. Thì nhận ra được là trong mình nó có những cái nó vẫn kéo mình làm mặc dù mình không muốn đó, đó chính là nhận biết đó. Thấy được cái tuồng bên trong mình nó như vậy đó, và không không cần phải làm gì hơn như vậy trong lúc này, chỉ biết nó có những thói quen lâu đời như vậy, thói quen về suy nghĩ, thói quen về hành động, về lời nói, mặc dù nó không có một chủ thể, không có một cá thể, không có một cái tôi, nhưng mà những cái đó, những cái đấy, những hành động, những lời nói, những cái suy nghĩ nó vẫn có, và làm nhiều thì thành thói quen, các bạn hiểu không? Như một người mà cứ một buổi chiều làm một ly đó, rượu đó thì thành thói quen, vài tháng như vậy là khó bỏ, mà huống gì là vài năm như vậy hay là vài chục năm như vậy, làm sao bỏ được, thành thói quen. Đó tại sao người ta lại uống rượu, không phải vì vui đâu, uống rượu là vì mình muốn tìm quên một cái gì đó, mình muốn đè nén một cái gì đó, mình muốn không có sáng suốt để phải đối diện với những cái gì đó trong mình, những cái khổ đau, những cái căng thẳng, những cái buồn bực ở trong mình. Thì cả những người uống rượu xong thì mới nói được, mới kể chuyện được đó. Thành nó nghiện ngập một cái gì đó đó là nó có lý do đó, nhất là nghiện rượu, nghiện bạch phiển, nghiện những cái chất cấm đó, nghiện internet, nghiện surfing internet, lướt sóng, lướt mạng. Thì cứ cứ biết vậy chắc quan sát. Đúng rồi, nó kéo mình đi xịt xịt xịt, mình không muốn nói mình cũng nói, mình biết nói ra sẽ tổn thương vẫn nói, mình không muốn chịu lồn nó vẫn chịu lồn vậy đó. Thôi lúc đấy tôi cũng chấp nhận thôi chú ạ, bởi vì chỉnh của mình nó đến đấy thì mình cũng tạm chấp nhận thôi, chứ bây giờ mình phản kháng rồi mình quay ra khiển trách mình dành ra dở hơi là bản ngã nó lại chồng bản ngã, tôi kệ. Có những thói quen trong mình nó vô hại nhưng vẫn là thói quen, ví dụ chủ đó ha, xong buổi zoom á, thứ tư là chủ phải đi làm cái gì, nó ngồi nó đợi để nó tải lên. Giờ đó bên Việt Nam cũng tối rồi, nó ai coi đó, mày mà chủ phải tập đó, bây giờ là chủ tập chủ tắt được rồi, xong zoom tắt luôn. Cái zoom là hay 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 uncompress, tức là nó bung cái băng thâu ra đó, rồi xong nó mới 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 coi được. Thì nó bung ra đó là mất cũng có 15 phút đó. Nó tải lên thêm 15 phút nữa, tức là nửa tiếng nữa, các bạn hiểu không? Chủ phải đi làm trễ mà chủ làm như vậy đó. Thì đó là những thói quen ở trong mình nó cứ làm như vậy. Thì chủ tập á, từ từ bây giờ chủ không có làm nữa, chủ bỏ rồi. Xong là chủ đi tắt, chủ tắt máy thôi. Muốn hỏi có muốn bung nó ra không? Không. Tắt. Đó, tập như vậy đó. Mà trước khi chủ làm được cái đó là chủ cũng đã từng ngồi đợi cho nó ăn, đợi cho nó bung ra xong rồi tải lên đó. Thành ra mình chỉ là chứng nhân của những gì đang xảy ra trong mình mà mình chưa có làm gì được. Được rồi, không cần phải phê phán gì cả. Nếu có phê phán mà mình không cản được thì cũng cho nó phê phán luôn. Để mình cảm được cái đau của cái sự từ phê phán. Phê phán ở đây là bằng ngã phê phán mình đó, hoặc là một cái phần khác trong mình nó phê phán phần kia, nó rạng rạng ấy, nói đâu là đâu đó.
biết đâu chỗ nào nó nói đúng ngay vậy đó. Thì trong mình nó có nhiều cái phần tôi và nhiều cái bản ngã khác nhau, nó có vấn đề khác nhau, và nó biết cách làm cho mình khổ bằng những cái lời phê phán đó. Nếu mình nhận ra những cái phê phán trong mình mà đau như vậy đó, thì mình sẽ biết là cái lời phê phán của mình với người khác, người thân đó, cũng đau như vậy, người bạn của mình cũng đau như vậy, những cái chỉ trích, những cái phê phán nó cũng đau như vậy đó. Nhưng mà tại mình không có biết phê phán là nó đau, đau khổ như vậy, nó làm cho mình đau đớn như vậy đó. Thành ra mình tận phê phán người khác, vẫn nói cái này cái kia là vì như vậy, thì mình không có biết mình đau lúc mình bị phê phán. Cảm ơn Trọng. Cháu cảm ơn chú ạ. Nếu chú nói cái điều này đó, à, có thể là các bạn nhận ra mà các bạn có thể bạn không có nhận ra. Trong mình đó, nó bị kèm kẹp ghê lắm. Mà không phải là người bên ngoài đâu, nó là trong mình. Nó kèm kẹp mình. Trong mình có cái nó kèm kẹp mình rất là kỹ. Canh hơn canh tù được. Người cai tù có khi họ bận đi uống nước hay là bận đi đâu đó, họ phải đi ra chút thì mình còn có không có bị coi ngõ, nhưng mà trong mình nó có cái phần nó coi ngõ mình 24/24, coi tù nó canh tù đó, nó canh mình đó, anh nói cái mình nghe thôi đừng có nói nữa, nói cái này là mọi người sẽ nghĩ mình là rất là dở đó, đó là một cái câu, một cái ý nghĩa rất là hiệu quả đó, nói cái mình im luôn. Có cái này đi, cái điều mình sắp nói có gì hay ho đó. Đó, nói câu vậy đó, cái mình tịt luôn, tịt ngồi. Ừ, cháu nào muốn nói gì phải không cháu? Mày thì tủ chà, chú đoán chú là còn la xe bỏi được đây. Dạ alo, chú nghe em chú. À, nghe rồi cháu. Dạ con chào chú, chào mọi người. Chú nói y chang cái con đang nghĩ luôn. Con nói mình nói cái điều này nó hoài mà có hay hoi đâu mà cứ nói hoài người ta nghe người ta chán. Nhưng mà y như cái dòng suy nghĩ của con đang chạy luôn với chú nói luôn. Ra Phải bên con chậu đâu, không phải bên chậu đâu, mọi người đều như vậy, mọi người có nhận ra cái thôi, tưởng mình là nghĩ như vậy đó, không có, đó là ý nghĩ nó chạy vậy thôi, bạn đâu mà nghĩ có đâu, bạn có, bạn có đâu mà nghĩ. Trong nói tiếp chịu xin lỗi. dạ có cái vấn đề lớn của cháu hiện tại, những cái vấn đề cũ của cháu là cháu đã giải quyết là như là xong xong hết rồi, chỉ có một vấn đề hiện tại lớn mà cháu phải đối diện mà cháu chưa chưa làm được, cháu vẫn thực hành nhưng mà đi làm đó chú, sợ công việc đó chú, là Đúng không? cháu mấy dòng suy nghĩ nó cứ đối nó cứ mâu thuẫn nhau hoài mà Cho nói đi. dạ mà cháu cũng không không có đối diện được với cái nỗi sợ đó. Ví dụ như cái phỏng vấn mà đi phỏng vấn thôi là cháu đã sợ rồi, rồi nói tới công việc của cháu là cháu đã thấy nó mệt mỏi quá rồi cháu lại không dám đối diện, rồi trong cháu nó có một luồng suy nghĩ là không biết là do công việc hay là do mình, do mình sợ là sợ cái công việc đó nó không còn phù hợp với mình nữa, mình nên chuyển qua cái hướng khác hay là mình phải đối diện đi làm lại cái công việc cũ. Nó cứ hai hai cái luồng đó, mà bây giờ một cái vấn đề lớn là cháu phải đối diện với vấn đề tài chính, tại vì trước giờ thì cháu vẫn xây được cho nên nó cũng chưa có phải là vấn đề lớn, nhưng bây giờ là vấn đề lớn, nhưng mà đi đối diện với cái việc phải đi làm lại công việc cũ đó, thì
Thì thật sự là bây giờ vô cái Zoom mà cái nhóm cái Zoom mà ta bàn, cháu làm bên 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 kế toán, thì nói đến cái chữ, nói đến vấn đề gì liên quan là cháu đã không muốn đọc luôn rồi, cháu không muốn nhìn đâu cái những cái người ta, ví dụ như cái vấn đề ra kêu người ta bàn là xử lý sao, là cháu hồi xưa cháu làm rất là giỏi, có nghĩa là cháu rất là siêng năng, và cháu bây giờ tự nhiên cái nó nhìn đến những cái vấn đề mà nói về hóa đơn chứng từ là tự nhiên cháu dội ngang luôn, cháu nhìn mà cháu sợ, cháu cảm giác cháu bị sợ luôn. Thì đi phỏng vấn thì cháu cứ tìm lý do là chỗ thì xa quá, chỗ thì lương thấp, cái đó cái lý do của cháu thôi, chứ không phải cái chính là cháu nghĩ được vậy. Nhưng mà khi mà đối diện với cái công việc đó là cháu cứ loay hoay hoài mà không 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 tìm tìm được cái con đường đi, hay là mình chuyển qua cái công việc khác, mà công việc khác thì mình chưa có biết làm gì, mình chưa có ý tưởng nào mà để làm công việc khác. Thì gần đây hôm mới hôm qua thôi thì cháu có cái suy nghĩ là bây giờ mình phải đối diện với nó, mình phải đi làm lại thôi, cỡ nào mình cũng làm để coi cái bên trong mình như thế nào rồi mình mới quyết định. Thì cháu không biết là nó không biết cháu có làm được hay không, cháu có cái suy nghĩ đó mà cháu không hiểu là cháu có làm được cái chuyện đó hay không. Tại vì bây giờ mỗi lần mà ta kêu phỏng vấn là cháu cũng tìm lý do cháu không đi, không phải là do mấy thứ mà do bên trong cháu, nó tới mấy năm nay luôn rồi mà cháu cũng không. Nhưng bây giờ cháu phải đối diện nó, là đối diện tại vì cháu liên quan tới tài chính, là cháu phải phải hành động, phải phải đối diện rồi mà cháu vẫn còn sợ, sợ rất là nhiều. Không biết mọi người có giống như cháu không. Ví dụ như đang làm mà chán công việc á thì cũng có, nhưng mà bây giờ là sợ công việc đó luôn, không dám đi làm luôn. Giờ chú hỏi cái này có thể hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng mà có ai cấm mày thi để làm không? Trong nhóm này Tú cấm cháu, Khánh Hà cấm cháu, chú cấm cháu, có ai cấm không? Ba mẹ cháu cấm. Có người nào cản cháu không đi làm không? Cái đó là trả lời nhanh đấy cháu. Nếu mà cháu suy nghĩ thì chắc cháu đã nghĩ chú cấm hả? Không có, chú đâu có làm gì đâu. Hay là Tú, cháu sợ chú hỏi trước mặt Tú cháu không dám nói. Hay là Hà, cái đó là hiển nhiên lắm. Hay là chú nói vậy thôi nhưng mà chú cấm. Hay là cái bạn khác, để chú bạn chú đọc tên chứ sao nó đúng rồi. Tài với Ly là cẩm trọng, không cho tao đi làm. Câu hỏi nó ngớ ngẩn nhưng mà nó quan trọng lắm chứ, ai cẩm trọng? Ba mẹ cháu có cẩm không, anh chị có cẩm không? Chả suy nghĩ nhiều lắm đó nha, mới không trả lời câu hỏi hiển nhiên như vậy đó, đang suy nghĩ đó, đang suy nghĩ đó, có phải không? Ba mẹ không? Ba mẹ chú Hành á, Tủ Không biết trả lời sao luôn chú ơi. bây giờ chú trả lời cho cháu để cháu nghe lại á. Tủ cũng cấm, Thế Hà cũng cấm, mà Tài với Ly cũng cấm, chú cũng cấm, có ai cấm hết á? Ba mẹ cháu cũng cấm luôn. Bây giờ cái điều hiển nhiên mà cháu không muốn trả lời đó, hay là nó không cho cháu trả lời đó, lai cẩm hiển nhiên lắm. Búng tay mình mau mau tay mau, ai cẩm mình nó hiển nhiên lắm đó. Mà các bạn thấy là không nói được không, các bạn khác có thấy không, không nói được cái điều hiển nhiên đó đó, nó mạnh như vậy đó, nó cay ngục như vậy đó, các bạn có hiểu không? Nhà độc tài đó đó, chú thấy là lạnh đưa tay rồi, nhưng mà cứ đợi chú chút. Cháu trả lời đi, ai cấm? Tự cháu cấm bản thân cháu. Đó. Nó hiển nhiên như vậy mà nó không cho mình nói, là các bạn có thấy không? Cháu có thấy nó không cho cháu nói không? Dạ Đó. cháu cháu phải cháu không trả lời được luôn. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Nó ghê như vậy đó. Mình trở thành một em bé không nói được luôn á. Đó đó, cái lực lượng đó đó.
cái mà mình nghĩ là thống trị thế, cái nó thống trị mình đó đó, không phải ngoài kia đâu, không có cái nhà độc tài nào ngoài kia cấm mình được hết. Cái trong mình đó đó, cái đó là cái nhà độc tài trong mình đó. Thường thường mình cái chỉ có tay không mà ai ai làm ai cấm thống trị mình, không cho mình làm gì đấy. Bây giờ cháu cấm cháu là nó cũng còn mơ hồ lắm. Tại vì máy thi là phức tạp lắm, máy thi là vô vàng chứ không phải máy thi là đơn giản như vậy đâu. Máy thi đây nè, không Ủa đúng. có Ê vậy chú, tự nhiên làm cho mình phức tạp, làm cho mình gọi là không hiểu nổi luôn, mà không ai hiểu nổi luôn. đúng Cháu rồi. cũng lay quay riết mà cháu không hiểu nổi cháu luôn, cháu hiểu cháu đang muốn cái gì, cháu đang cần cái gì và Đó tại sao lại như vậy, cháu cũng không biết đó nữa. đó đó, mà không nói được luôn, không nói vấn đề mình là như vậy đó, không nói được đúng không, cháu không nói được Không gì biết. đến lúc cháu hỏi, cháu đặt câu hỏi thì chú mới nói cháu mới thấy đúng rồi, mình là cấm mình mà mình cũng biết luôn, cho đến lúc mình đặt câu hỏi, mình đặt vấn đề. Bây giờ nói cháu cấm cháu thì mơ hồ lắm, chú nói vậy đó, còn mơ hồ lắm, chưa có thực sự rõ vào cái thủ phạm là ai. Thì bây giờ cháu nghĩ đến chuyện đi làm đó hả, là nó có cái nhiều ý, nó nghĩ đến chuyện phải đi làm, bây giờ hết tiền rồi, bây giờ gia đình nuôi mình hay là ai nuôi mình bây giờ, hay là để tiền mình để dành hết rồi mình phải đi làm, thì lúc ngay lúc đó đó nó có cái gì xảy ra mà nó làm mình không đi làm được, không đi phỏng vấn được, nó làm cho mình dồi dồi cái việc mình làm, mình đã từng làm, mình đã từng làm kế toán này trước đây, bây giờ làm cho mình dồi hết. Cái mà làm cho mình dồi, cái cho làm cho mình không làm được cái điều mình cần làm là cái gì chẳng? Cái áp lực việc đó chú. Bây giờ cháu vô công ty là cháu sợ là đi xử lý cái đống hồ sơ cũ ấy. Cháu Cháu đã sợ làm đâu, cháu đã đi làm đâu, cháu đã vào công ty đâu, họ đã là mướn cháu đâu. cháu sợ vậy đó, chú bị ám ảnh luôn, cái gì vô là xử lý Làm đống sao mình hồ sơ đang ở cũ. nhà, làm sao mình đang ở nhà mà mình biết là sẽ như vậy như vậy như vậy, cái gì làm cho cháu biết cái sẽ xảy ra, đang ở nhà thôi chưa có bao nhiêu việc nữa mà biết là sẽ A B C D đó, sẽ bắt mình làm sẽ này sẽ nọ, làm sao mình biết được, chắc làm sao cháu biết được. Cháu đang ở nhà thôi, làm sao mình biết là sẽ những cái gì nó xảy ra được chứ, cái gì làm cho cháu biết cái đó. Cái quá khứ á chú, những cái lập trình của quá khứ á, là giống như việc của cháu là vô hoặc là nhưng khi mà phỏng vấn thì nhưng mà những cái lập trình quá khứ đó, làm sao mà mình biết là cái quá khứ nó đang xảy ra lại, làm sao mình biết cái đó. Có quá khứ là có cả trăm cả ngàn chuyện đó, có, nhưng mà làm sao để mình biết là nó sẽ lặp lại và lặp lại cái đó đó, cái quá khứ ABC này này, cái quá khứ A này. tại vì cái đặc thù công việc của cháu đa số là như vậy chứ, đa số là Bây giờ chú hỏi các bạn trả lời câu hỏi này là tại vì máy thi không nhìn nó được. Cái gì làm cho Mai Thi biết là vào sở sẽ có những việc như vậy sẽ ra, những cái chuyện này sẽ xảy ra. Chưa xảy ra làm sao cháu biết được. Đó, cái đó là cái gì làm cho mình nghĩ là nó sẽ như vậy, những việc đó sẽ xảy ra để mình đi làm lại, mặc dù họ chưa nhận việc, họ chưa có cho mình việc gì hết.
Nếu mà Lãnh trả lời được câu hỏi của chủ đó là cái gì làm cho Mai Thi biết được là vào sẽ có chuyện này chuyện kia, hoặc là không có nên đi phỏng vấn, không có nên xin việc lại vì những cái này, vì cái này, vì cái này, cái gì làm cho Mai Thi nghĩ như vậy? Dạ, cháu nghĩ là chắc Mai Thi là tưởng tượng á, tưởng tượng cái chuyện chưa xảy ra mà tưởng tượng vậy thôi, làm giống như là cái sự việc đó nó rất là trầm trọng, rất là tệ thế này kia, tưởng tượng những cái khó khăn trước mắt mà mình phải đối diện, nhưng mà thì đó đang Nhưng mà tưởng dụ. tượng là một cái chữ khác mà một để nói cái về cái chữ gì, tưởng tượng mà nói một cách khác là cái gì ở đây? Phóng tâm về tương lai. Không, cái đó có thể đúng, nhưng mà nó chưa phải là cái điều chú muốn nói là cái gì làm tưởng tượng xảy ra. Cái bản nhã chút. Hình như Tú có cho trả Nó vẫn lời. chưa có đi vào được cái điều chúng muốn nói. Tưởng tượng là một cách nói khác của cái gì? Đó là câu hỏi. Cháu có biết cái điều chú nói là gì không Tú? Mai Thi bị kẹt vào cái gì? Lãnh Vui nói đúng rồi đó, là tưởng tượng. Nhưng mà một cái chữ khác của tưởng tượng là cái gì? Là cháu nghĩ là chú đang nghĩ đến cái từ lo sợ. Lo sợ tức là cái tôi của mình luôn 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 là lo sợ ở tương lai ấy. Nó vẽ ra đủ tất cả nhiều những tình huống mà để cho mình thiếu tự tin này, mình ngăn cản cái hành động của mình á. Có thể lo sợ xảy ra, nhưng mà có cái gì xảy ra trước khi lo sợ xảy ra? Nó là Cái một gì dòng, làm nên tưởng tượng? dòng suy nghĩ ạ, Đúng rồi, suy nghĩ. nó chính là cái dòng suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đó là cái điều Mai Thi không nhận ra đó. Suy nghĩ nó tạo ra tưởng tượng đúng không? Tại vì từng cái ý nghĩ nó tạo, nó vẽ ra bức tranh về một cái viễn cảnh là đi làm sẽ như thế này, thế này, thế này này. Sẽ có chuyện này xảy ra này. Cái cảm giác mà nó dồi đó, lúc mình nghĩ đi làm đó, nó cũng từ một cái dòng suy nghĩ mà chưa có được nhận diện. Nó vô thức, nó vẫn còn nằm trong bóng tối. Nó có nói một cái loạt, nó vẽ ra một cái viễn cảnh về cái chuyện đi làm, về chuyện phỏng vấn, làm cho cháu dồi. Thì Eckhart nói đó, cảm xúc là phản ứng của cơ thể với một ý nghĩ, với những ý nghĩ. Thì cái điều tú nói không có sai, là nó có cái sợ, lo sợ. Nhưng mà trước khi lo sợ là nó có một cái ý nghĩ, những ý nghĩ nào đó nó mô tả về cái viễn cảnh tiêu cực, đáng lo. Thì chính ý nghĩ nó điều khiển mình đó Mai Thi, nhưng mà cháu không nhận ra. Đó là cái vấn đề đó, mình không nhận ra đó. Lúc mà mình nghĩ chỉ làm đó là nó xuất hiện một loạt ý nghĩ trong mình đó, nó vẽ ra những cái viễn cảnh, những cái hoàn cảnh, những cái tình huống, và mình tin vào những ý nghĩ đó. Các em, mình tin vào những ý nghĩ đó thành 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 một cái hiện thực trong mình, và mình dội, mình ngại, mình lo, mình căng, mình nghĩ này, mình nghĩ kia. Mình nghĩ này, mình nghĩ cũng là ý nghĩ thôi, chứ có mình nào đâu. Nó chỉ là ý nghĩ, và mình tin vào những ý nghĩ đó. Bây giờ thực hành cho cháu đó là nghĩ đến chuyện đi làm và ghi xuống những cái ý nghĩ nó chống lại, nó bài bài dèm pha, nó bài bác về cái chuyện đi làm. Mà cháu chia sẻ cái đó với chủ, mà Dạ, nếu cháu. muốn, nếu được thì chia sẻ với nhóm, tại vì mọi người đều làm như vậy hết, đều vô thức như vậy hết. Là mình cản trở của mình chỉ là ý nghĩa của mình.
Dạ đúng Và rồi. vì mình không biết là đó là ý nghĩ, mà mình nghĩ là mình nghĩ đó là cái mà đồng họa đó. Mình nghĩ là mình nghĩ như vậy, nó chỉ có ý nghĩ thôi cháu, và mình tin hay không tin thôi. Mình tin thì mình đi phải hướng này. Nếu mà cháu tin ngược lại đó là đi làm là bây giờ đúng rồi đó, mình cần đi làm lại được rồi thì mình sẽ làm lại, cháu hiểu rồi đó. Nhưng mà cháu tin những cái loại ý nghĩ đó mà nó là không đi làm, là đi làm sẽ bị thế này, đó là gọi là tiêu cực đó, đó. Tức là mình tin vào những cái ý nghĩ đó và nó tạo nên cảm xúc, nó tạo nên cái chuyện là cái này sợ quá, cái này không được, không được, không được đó. Là cũng là ý nghĩ nó ra đó, không được, không được, không được đó, đó. Là ý nghĩ hết đó chắc. Chú mời tín. Tôi chào chú và mọi người ạ. Chào chào. Chị Thi ơi, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn là công việc kế toán mà chị trước đây chị làm không chị? Mình làm kế toán gì chị? Kế toán tổng hợp hay kế toán thuế hay là kế toán trưởng chị? Chị làm cao nhất là kế toán trưởng. Và gần nhất đây là cái công việc của chị, chắc cho là gần nhất đây là lúc đó là vừa kiêm luôn kế toán trưởng mà vừa kiêm luôn là giống như là điều hành, quản lý điều hành luôn á. Thì sau cái công việc đó thì chị nghĩ mấy năm nay cũng chưa làm lại, thì chắc nghĩ là từ cái lúc đó thì nó bị gọi là nó có một cái ám ảnh trong đầu, là cái ám ảnh nó gọi là nó không biết sao mà nó sâu nặng mấy năm luôn mà chắc cũng chưa làm lại. Có nghĩa lúc có thời điểm đó chắc stress, bị stress nặng quá, là lúc mà làm cái toán trưởng lúc là làm. Và sau đó thì nghỉ tới bây giờ. Em thì em cũng có đi làm công ty, thì ở góc độ của em thì em nghĩ là cái công việc của chị thực sự là cái ở vị trí kế toán trưởng á, nó trách nhiệm nó rất là lớn. Và thực sự là cái trong nghề nghiệp của chị á, thì khi mà chị chọn cái công việc kế toán trưởng á, là chị phải đối mặt với một cái rủi ro rất lớn về mặt pháp lý. Cái đó là cái rủi ro lớn nhất của nghề kế toán, là khi chị làm kế toán trưởng là chị phải chịu, giống như là chị sẽ cùng với lại giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc hệ thống thuế, hệ thống kế toán của công ty. Thì cái đó là nó không thể, cái rủi ro đó nó không thể tách khỏi công việc đó được, hai cái đó nó song hành cùng với nhau. Thì rõ ràng em như em để ý cái chia sẻ của chị từ rất lâu á, thì em nghĩ là cái cốt lõi của chị á là vấn đề là chị thật sự là chị không muốn trải nghiệm cái kết quả, cái rủi ro mà có thể nó mang đến của cái công việc làm kế toán đó, vì chị biết trước, chị thấy được cái kết quả của nó. Và thật sự cái đó là cái kết quả nó có thể là không phải nó xảy ra với tất cả mọi người, nhưng mà cái rủi ro nó rất là lớn và nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và đặc điểm của những cái công ty mà, nếu mà trước đây chị làm công ty nhỏ hay công ty lớn chị? Công ty cũng nhỏ Công ty nhỏ càng mệt nữa. Đặc điểm của công ty nhỏ là hệ thống kế toán không có bài bản, không có chuẩn. Nếu mà chị làm trong những công ty lớn họ có hệ thống kế toán chuẩn mực á, thì chị đỡ hơn rất nhiều. Còn công ty nhỏ hầu như chị phải làm theo chỉ đạo của giám đốc thì cái rủi ro của chị rất là lớn. rồi. Thì em nghĩ là tạm thời chị có thể làm một công việc mà kế toán nhưng mà nó ở mức độ thấp hơn. Ví dụ như là kế toán tổng hợp, hoặc là chị vào những công ty, hoặc chị có thể chấp nhận, tạm thời chấp nhận làm những cái công việc nó có thể liên quan tới kế toán một chút. Ví dụ như kế toán bán hàng, là mấy bạn mà thường em nhớ là mấy bạn bên làm bộ phận kinh doanh đó, họ cũng có cần những cái năng lực kế toán để họ hỗ trợ trong việc tổng hợp kinh doanh, làm hợp đồng này kia.
thì những vị trí công việc đó cái trách nhiệm nó thấp hơn, rủi ro nó thấp hơn. Thì mọi mọi cái lựa chọn của mình nó đều có hai mặt hết, nó đi kèm. Khi mình chọn một cái thứ này thì mình giống như là mình đã chọn một cái trải nghiệm phía sau đó. Ví dụ như chị chọn làm kế toán trưởng thì cái lương của mình nó sẽ cao hơn, nhưng mà đồng thời với việc đó là mình chọn cái trải nghiệm là phải sống trong lo lắng, phải đối mặt với những rủi ro về pháp lý. Thì khi mà chị chọn một cái công việc cái mức lương nó thấp hơn, cái công việc nó đơn giản hơn, thì chị sẽ phải đồng nghĩa với là chị chọn cái việc là trải nghiệm là cái lương của mình nó sẽ thấp hơn, vị trí công việc không được đánh giá cao hơn, hoặc có thể là bản thân đối với chị đã từng làm kế toán trưởng, chị quay lại làm những cái công việc mà vị trí nó thấp hơn, nó cũng là một cái trở ngại khó. Nhưng mà thật sự cái đó nó vẫn là đỡ hơn rất nhiều so với lại cái việc mà rủi ro về mặt pháp lý thì phải đối mặt. Em nghĩ là chị đang có một động lực làm việc, quay trở lại làm việc đủ lớn, nhưng mà thực sự là cái bên trong của chị đó là muốn tránh khỏi một cái kết quả mà chị có thể thấy trước được. Chị không muốn, thật sự không muốn quay lại công việc kế toán đó. Nhưng mà trong bên trong chị vẫn còn là cố định là khi mình làm kế toán mình phải làm kế toán trưởng, phải đúng cái vị trí công việc cũ, thì cái công việc cũ nó lại đi kèm với cái kết quả kia. Thì bây giờ chị có thể là mở rộng cái công việc khác hơn, chọn những cái công việc cũng trong lĩnh vực kế toán cũng có nhiều thứ. Nếu như mà chị có kinh nghiệm làm kế toán trưởng nhiều á, chị có thể ứng tuyển vào một số công ty ở những vị trí, những công việc như ví dụ như kiểm soát nội bộ á chị, cũng đỡ không? Kiểm soát nội bộ nó cũng cần cái kỹ năng kế toán rất là nhiều, nhưng mà nó lại giống như là một cái vị trí khác hoàn toàn. Mình thay vì mình bị giám sát, mình lại trở thành người giám sát, thì nó chị sẽ thoải mái hơn đó. Đúng rồi, chị bị vướng cái chỗ mà trách nhiệm á, là liên quan đến đối diện với thuế với này nọ, đối diện với nhiều thứ, là bị dính cái chỗ đó là lớn nhất. Nhưng mà thật ra đúng là mâu thuẫn là do nhiều khi cái lòng tham của mình với lại cái bản ngã của mình nó cũng lớn, và mình cứ lăn tăn. Một là chọn công việc bình thường, công việc kế toán bình thường, tân viên bình thường thôi, lương thấp. Hai là mình phải làm cái công việc đúng đúng như cái xưa giờ mình làm, lương cao, và đối diện quá nhiều nỗi sợ vậy, thì nó cứ lăn tăn, nó cứ vòng vòng, cái nó vòng vòng hoài. Thì em nói chị cũng cũng hiểu, cũng đúng những gì trước giờ bữa giờ là chị suy nghĩ á. Chắc có lẽ là chị sẽ chọn cái công việc, chị sẽ chọn công việc nó nhẹ nhàng hơn để mình quay lại. Và nếu như mình cảm thấy mình đủ cái năng lượng mà mình để chấp nhận cái rủi ro hoặc là như thế nào thì mình đi tiếp. Nhưng mà nhiều khi á, khi nó cũng nhiều nhiều lý do lắm. Nhiều khi nhưng bạn trẻ thì nhỏ thì phải làm kế toán, còn mình nhiều khi bây giờ mình ứng tuyển như vị trí mà kế toán viên thì lại không được. À, cái đó là cái suy nghĩ nữa, cái suy nghĩ là ủa, mình vô làm kế toán viên cho một cái bạn nữa, tự nhiên xưa giờ mình đã làm quen rồi, mình có làm việc được hay không? Đó, bây giờ mình lại nhận ra cái suy nghĩ đó nó lại mình có làm việc được với một cái bạn kế toán mà giống như mình thấy nó không đúng, là mình có chịu được hay không, hay là mình phải vẫn phải làm cái công việc mà nó hơn đó. Cái đó nó cũng lăn tăn, hay cái dòng suy nghĩ đó nó vẫn cũng cũng dẫn dắt suy nghĩ, cũng dẫn dắt vậy đó. Bây giờ chú ngắt lời các bạn chút là thế này này. Mấy thi xưa giờ chia sẻ chuyện này đó, nhưng mà chưa đào sâu vào cái nội dung của nó như hôm nay hết. Đó là vấn đề đó. Mình không xác định được vấn đề của mình là cái gì. Các hiểu không? Các không đi vào được vấn đề. Mà cháu cháu chỉ nói tổng quát và không có biết trong đồng với đầu mình có những cái dòng suy nghĩ gì. Thì đó là cái bài tập chú muốn cháu làm đó. Cái vấn đề của mình là cái gì? Xác định nó là cái gì? Khám phá, tiếp tục khám phá và chia sẻ thì mới hiểu được cái vấn đề chính nó là cái gì. Tại vì mình không biết nó là vấn đề gì, mình để trong đầu nó cứ trôi cái này, nó cái lúc nào cái này nó ra, lúc cái kia ra, nó hỗn độn vô cùng. Thành ra phải Dạ ngồi đúng. xuống, phải ghi xuống cái vấn đề lớn nhất của mình là cái gì và cái mà mình không muốn chấp nhận là cái gì.
Ta hiểu cái worst scenario đó, cái tình trạng xấu nhất của nó là cái gì, giống tỉnh rồi đó, có thể là trách nhiệm về pháp lý đó, nó là cái gì vậy, vấn đề của mình là cái gì mà mình không có biết, vì mình không biết thành mình không giải quyết được, các bạn hiểu không, vì mình không xác định được cái vấn đề của mình là cái gì thành mình không giải quyết được, thành đã phải phải có thì giờ phải chiêm nghiệm cái mình sợ nhất là cái gì, mình không sợ đi làm là vì cái gì đó, cái đó là cháu chưa có nói được. Hôm nay nói được một chút nhưng mà đại khái là trước giờ chưa bao giờ nói được cái cháu không biết làm là vì A B C D, không có, cháu không bao giờ nói được hết á, nói rồi mới thấy được cái vô lý của những cái suy nghĩ của mình trong đầu mình nó chạy, mình không thấy nó vô lý mà phải nói ra mới nghe đó. Ủa chết, ủa kỳ vậy, sao mình nghĩ kỳ vậy đó, phải nói ra mới thấy được cái vô lý của những suy nghĩ trong mình và phải xác định vấn đề của mình là cái gì đó, mình chưa biết vấn đề mình là cái gì thì không thể giải quyết được. Mà cái chuyện đó là cháu phải làm chứ không ai làm được. Có sợ cái gì? Đó. Không đi làm. Đó. Phải nói được như hôm nay đó. Bắt đầu đi vào chi tiết cái đó. Thì cháu nghe lại cái này đi. Cháu sẽ thấy được hơn những cái khác. Cảm ơn tịnh. Cảm ơn mà thì. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn mọi người.